Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình ra vườn để chia sẻ với các bạn về một loại côn trùng phá hoại cây ở nhà mình nha các bạn, nhất là cây hoa hồng và nho, các loại rau vân vân. Thì tới mùa hè thì cái con đó mới xuất hiện cắn phá và ăn những cái hoa hồng của mình các bạn. Và khi mà nó ăn hết hoa hồng thì nó sẽ ăn tới cái lá hoa hồng đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về hình dáng cái con đó nha. Đây các bạn nhìn thấy nó núp ở trong cái cánh hoa hồng nè đó. Thì cái con này người ta gọi là nó giống như là bù xích vậy đó các bạn. Nó bay rồi. Cái con đó gọi là Japanese Beetle của Nhật. Nó mùa hè nó mới xuất hiện và nó ăn hoa hồng. Nếu mình không xịt thuốc thì nó sẽ ăn hết bụi hoa hồng của mình, từ bụi này qua bụi kia, đặc biệt là nó thích ăn cái hoa trước các bạn đó. Thì hoa hồng của mình nó đang nở hoa rực rỡ như thế này, nhưng mà cái con đó nó lại nó ăn, thì nó ăn lủng lỗ hết các bạn, rồi nó ăn tới cái hết hoa thì nó sẽ ăn tới cái lá. Để mình tìm nó cho các bạn xem nha. Lại qua là thấy nó một cái hoa hồng nó đậu tới 4-5 con các bạn. Nó hớt hoa hồng rồi nó ăn tới cái lá nho. Đây nó đang hai con các bạn đó, ở trên cái hoa hồng đó. À, nó cái đầu màu xanh, cái cánh màu vàng, và nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều nha, tới mấy trăm con, cả hàng ngàn con luôn. Nó mà đáp lên cái bụi hoa hồng của mình là chút xíu là các bạn thấy nó ăn sạch bách luôn đó. Nó ăn tới cái lá lủng lỗ kế bên đó các bạn, là cái con côn trùng này của người Nhật. Tại vì khi mà ở Nhật nó xuất cảng qua Mỹ thì cái con này nó nằm ở trong cái những cái vật dụng, thí dụ như là xuất qua trái cây hoặc là cây cối, thì cái con này nó nằm ở trong cái những cây hoặc là cây trái cây đó, nó qua bên đây. Hoặc là trứng của nó đó các bạn, nên nó qua bên đây nó sinh sôi nảy nở, mà bây giờ thì mình không thể diệt hết được. Cứ mùa đông nó chết, rồi mùa xuân cây cối mọc lên thì mình chỉ hưởng được cái mùa xuân thôi. Tới mùa hè này là cái con này xuất hiện rất là nhiều, từng bầy nha các bạn. Thì chứ mình có cách diệt nó là mình mua thuốc để xịt, tức là xịt hoa hồng đó các bạn. Mua thuốc xịt vào lá, vào bông của hoa hồng thì cũng đỡ chừng 15 ngày. Rồi 15 ngày sau mình lại xịt tiếp các bạn. Đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn có một loại bẫy, người ta gọi là bẫy, để bẫy những cái con này mà mình không cần dùng thuốc nha. Nhiều bạn không có thích hoa hồng của mình, xịt thuốc hoa hồng của mình, sợ mình hủy thì độc hại, nên mình dùng bẫy để bẫy nó. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ cho các bạn xem cái bẫy để bẫy cái con côn trùng này nha các bạn. Đây là cái hộp
mà đựng cái bẫy để bẫy cái con Japanese Beetle của Nhật nha các bạn. Thì cái con này phá hoại bông hồng nè, ăn lá bông hồng, ăn bông hồng, rồi ăn lá nho, rồi nó ăn tới mấy lá khác nữa các bạn. Nên cái mùa hè tới thì cái con này xuất hiện rất là nhiều. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là nếu mình không muốn dùng thuốc xịt vào những cây hoa hồng thì mình mua cái bẫy này để bẫy nó rất là hay nha các bạn. Con mình đã mua hai cái bẫy này để bẫy cái con Japanese Beetle rất là hiệu quả. Trong vòng 1 tuần mà nó đã rớt vào trong cái bịch đó, nửa bịch, cái con này rớt vào trong đó nửa bịch luôn các bạn, và nó rớt vào trong đó rồi nó chết luôn trong đó. Nhiều người người ta bắt cái con này rồi đổ ra cho mấy con gà nó ăn các bạn. Gà nó thích ăn cái con này dữ lắm, nên nhà nào các bạn có ở nhà các bạn có nuôi gà thì bắt cái con này cho nó ăn, nó rất là thích luôn. Thì cái hộp này thì ở trong phía trong nó có hai cái bịch để đựng cái con đó các bạn. Đó. Thì cái một cái bẫy này nó tác dụng lên 5.000 square feet nha các bạn. Nên trong nhà trong vườn của mình chỉ cần để một cái bịch cái tráp này, tức là cái bẫy này chỉ một cái thôi, và có thể nguyên mùa luôn các bạn, tức là từ mùa hè cho tới mùa thu mùa đông luôn. Mình chỉ cần có một cái bịch, tức là một cái bẫy thôi, là đủ bắt cái con này các bạn, rất là hay luôn đó. Người ta để là hép cây rô nè, rồi nho nè, fruit tree tức là cây ăn trái, và rau cải các bạn đó. Mà trong vòng 5.000 square feet chỉ cần một cái bẫy này thôi. Trong một mùa đó các bạn, tức là từ bây giờ mùa hè nè cho tới mùa thu, thì bắt được những cái con này nó vào trong cái bẫy hết luôn, rất là hay. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ mở ra cho các bạn xem nha, coi coi nó gồm có những cái gì. Mình nghĩ là trong này có một cái bịch, hai cái bịch các bạn, ở đây là hai hai cái bịch đựng xác cái con đó đó. Nhà mình không có gà thì mình đổ cái xác đó vào thùng rác đây đó. Các bạn nhìn thấy mình khui ra thì ở trong này có một cái viên này, tức là cái đồ mà người ta làm để có mùi thơm cho con đó nó ăn, rồi nó rớt vào trong cái bịch này, và cái bịch này là dùng để đựng xác nó. Thì Quỳnh Mai sẽ khui ra nha. Ở trong cái hộp thì có mình khui ra rồi thì có một cái viên này, tức là viên thuốc để cho mình dán vào trong cái miếng này màu vàng nè các bạn. Mình sẽ dán vào ở đây, rồi cái miếng vàng này sẽ bỏ vào ở phía trên của cái bịch màu xanh này, rồi mình treo trên một cái cây sắt. Mình phải chuẩn bị một cái cây sắt thứ loại mà treo
chậu hoa đó các bạn. Đây, đây là cái cây sắt này đó, mình treo cái bịch đó lên cây sắt này rồi mình đem cặm vào chỗ mà cách xa cái vườn rau cải của mình, ở gần cái những bụi hoa hồng nha các bạn. Đó, thì cái viên thuốc này nó tỏa ra mùi thơm, cái mùi mà cái con bi đồ đó nó thích thì nó sẽ lại đậu chung quanh cái viên thuốc này, nó ăn xong rồi cái nó rớt xuống vào trong cái vào trong cái bịch xanh này các bạn, và nó chết trong vòng một tuần thì nó sẽ gần nửa bịch này đó các bạn. Đó, và trong một mùa mình chỉ cần có một cái bịch này thôi là mình tiêu diệt hết những cái con bi đồ Japanese bi đồ Japanese beetle đó. Thì cái này đó các bạn nhìn thấy cái hình người ta để cái bịch nè, ở trên cái miếng vàng đó có cái viên. Cái viên này mình sẽ mở ra ở phía sau các bạn. Mình mở miếng giấy phía sau, nó có lớp keo rồi cái mình dán lên cái màu xanh này, cái màu vàng này. Rồi mình mới đút cái màu vàng này vào trong cái bịch đó, như cái hình người ta in nè. Đó, phía dưới này, phía dưới cái bịch mình phải làm cho cái không khí vô để cho nó nở tròn ra, đặng nó đựng những cái con đó chết rớt xuống đó các bạn. Nếu mà mình không có làm cho nó bự, nó không khí vô thì nó sẽ dẹp, nó không có đựng được xác mấy con đó. Rồi ở đây có cái lỗ nè, nên mình mới treo lên trên cái cây sắt. Thì người ta có hướng dẫn nha các bạn. Đây, người ta có vẽ hướng dẫn cho mình cách làm đó. Trước hết thì mình lấy cái đó, cái cục này ra nè, rồi mình dán vô trong cái miếng màu vàng đó, rồi mình mới đút vô trong cái bịch. Và có ở đây là có cái hai cái này để kẹp cái miệng bịch lại nè các bạn. Đó, rồi xong rồi mình mới treo cái bịch này lên trên cái cây, và cái cây mình sẽ cắm cái chỗ nào mà thấy xuất hiện nhiều cái con Japanese beetle đó. Rồi cái cục này nó cung ứng cho mình cái thời gian là hết mùa luôn, tức là tới mùa thu, từ mùa hè cho tới mùa thu thì cái con đó nó sẽ biến mất, không có xuất hiện nữa các bạn, cho tới mùa hè năm sau trời nắng nóng thì nó xuất hiện. Thì vậy là các bạn yên tâm, có cách để trừ cái con Japanese beetle bằng cách là mình đặt bẫy nó, chứ mình không có xịt thuốc. Xịt thuốc thì sợ chất độc vào trong cái các hoa hồng của mình, nên mình dùng cái bẫy thì an toàn hơn. Và đặc biệt là mình không có để cái bẫy gần cái vườn rau của mình, tại vì cái mùi thơm của cục này nó tỏa ra tới rất là xa, tới 5.000 square feet lận các bạn, nên ở đâu nó nghe mùi nó cũng bay lại, nó để nó chung vô nó ăn hết. Nên mình không có đặt trong vườn rau. Nếu đặt trong vườn rau thì nó nghe mùi thơm nó bay lại, sẵn đó nó sẽ phá luôn cái vườn rau của mình. Nên người ta đã chặn
rất là kỹ là mình không nên đặt gần cái vườn rau của mình các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn về lỗi côn trùng phá hoại hoa hồng, ăn hoa hồng, ăn lá hoa hồng, ăn lá nho, rau cải của mình bằng cách mua cái bẫy để mình bẫy nó và giết được những cái con gọi là Japanese beetle. Con này xuất hiện rất là nhiều nha các bạn. Và cái bộ răng của nó có hai cái càng ở phía trước miệng, nó ăn rất là nhanh luôn. Trong vòng một đêm nó có thể ăn hoa hồng của các bạn hết luôn và ăn tới lá luôn. Hồi mấy năm trước không có cái bẫy này thì Quỳnh Mai phải xịt thuốc, nhưng mà bây giờ có cái bẫy này rồi thì Quỳnh Mai sẽ dùng cái bẫy này để diệt những cái con Japanese beetle này các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.